trước những thách thức và cơ hội của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập, Cảng Hải Phòng luôn chú trọng chủ động đổi mới sáng tạo và tận dụng tối đa các thành tiệu công nghệ để phát triển theo hướng hiện đại tiên tiến và bền vững. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chính thức triển khai dịch vụ cảng điện tử tại chi nhánh Cảng Tân Vũ. Các dịch vụ việc thực hiện airport của công ty cổ phần cảng hải phòng nhằm mục đích hiện đại hóa cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến thủ tục quy trình giao nhận thanh toán điện tử và giao nhận hàng hóa thuận tiện theo hướng đơn giản nhanh chóng thuận tiện giảm thời gian khách hàng trực tiếp đến giao dịch tại cảng giảm thời gian xe dừng đỗ tại các cổng cảng làm thủ tục và giảm ách tắc giao thông tại cổng cảng